Dạ, Thánh Vương ở đâu? Chứ ở cái xứ này thì... đáng là đây sắp ra rồi. Cho ta coi. Một hiện tượng kỳ quái xảy ra khi bà ba chuyển dạ. Nhị ơi, ngươi lại, cái tên ai nằm mấy nữ kìa. Tôi ghen. Trời. Màn gặp gỡ hài hước giữa quan thị và chủ ta làng. Ta là mệnh quan của triều đình. Bẩm quan, con có mắt như mồi. Bà nào sinh ngay lúc sắm cạn thì hãy báo cho ta biết. Dạ. Phần thưởng là 100 nén vàng. Bà ba sẽ làm gì với con cốc? Và vị thánh nhân mà triều đình đang tìm kiếm là ai? Quý khán giả đừng bỏ lỡ những diễn biến ly kỳ hấp dẫn trong tập 2 truyện Cậu bé nước Nam, được phát sóng vào lúc 19:50 Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.